Như vậy là trận đấu bắt đầu với quyền kiểm soát bóng thuộc về các cầu thủ đội chủ nhà Nha Trang Dolphins. Pha 3 điểm tới từ cả hai đội bóng. Và lúc này thì họ đang khởi đầu khá nguội tay và Michael Soy là người đã ghi điểm số đầu tiên trong trận đấu. Bóng tới tay của Hoàng Phúc rất trống trải và không thể không ném được, nhưng cú ném lại đi hơi mạnh. Đấu sau bóng vẫn nằm trong tay các cầu thủ Nha Trang. Robert Sampson tay trái cú ném sọt rổ của Robert Sampson. Nhập cuộc một cách tương đối cởi mở và thoải mái, không đặt quá nhiều áp lực phòng ngự lên nhau. Điểm số thuộc về Ben Griffin, điểm số rất dễ dàng ở dưới rổ. Đây là Madaris Gibbs. Gibbs cũng có tốc độ không kém gì Ben Griffin và cú dứt điểm đầy khéo léo đã đem đến sự sôi động cho nhà thi đấu Đại học Nha Trang. Ben Griffin đáp lễ ngay lập tức. Vừa ném 3 thì đúng hơn, còn 3 điểm thì mới chỉ có một lần xuất hiện thôi. Một cơn mưa ném 3 được thực hiện bởi các cầu thủ hiếm hoi tình huống đưa bóng cho thâm vượt dưới rổ. Ben Griffin đối mặt với Robert Sampson. Griffin cú dứt điểm từ logo VTV Cup và Ben Griffin đã đem về điểm số thứ 8 dành cho Cần Thơ Catfish. Gibbs đối mặt cùng với Ben Griffin và Darius Gibbs. Cho tôi rất hay với pha xử lý của Madaris Gibbs, cầu thủ Nha Trang Dolphins. Đó là pha ném 3 thứ 7 của họ kể từ đầu trận rồi. Sau đó đã có pha ghi điểm của Kobe dành cho Cần Thơ Catfish. Chưa có điểm số dành cho Josh Keys. Gibbs đối mặt cùng với Griffin. Và một lần nữa thì Madaris Gibbs. Những cú step back 3 điểm không thực sự tốt của Ben Griffin. Và đây là cú dứt điểm của Robert Sampson. Bỏ lỡ cơ hội ghi điểm. Sơn Minh Tâm. Đây là Madaris Gibbs. Vẫn đang là Gibbs. Và kiến tạo thứ tư của Gibbs ở trong trận đấu này. Có khả năng tự mình tạo đột biến và tạo ra sự khác biệt. Lối chơi của anh thiên về việc hỗ trợ đồng đội nhiều hơn. Đấy là Lê Ngọc Tú. Ben Griffin có mặt đúng lúc đúng chỗ để bù rổ. Thời gian còn lại không nhiều và đó là một cú ném hơi vội của Josuke. Rất cố gắng. Và cuối cùng thì đã có điểm số thứ 16 là Nguyễn Hoàng Phúc. Hoàng Phúc ở trong hiệp 1 đã có 3 cú ném 3 không thành công. Bóng trở lại tay của Hoàng Phúc. Rất tốt. Và lại ném 3 dành cho Hoàng Phúc. Đã có buzzer beater cho cầu thủ trẻ mang số 77 bên phía Nha Trang Dolphins. Là tình huống ném 3 điểm thành công thứ 2 trong trận đấu này mà thôi. Một tình huống để mất bóng. Đây là Robert Sampson tay trái một tay. Công nữa dành cho cầu thủ trẻ này. Tiếp tục là pha để mất bóng của Josh Keys. Madaris Gibbs. Gibbs dễ dàng loại bỏ Michael Soy. Madaris Gibbs lúc này đã có cho mình 10 điểm. Và khi đối mặt với Michael Soy thì anh đã có điểm số thứ 12. Từ Ben Griffin. Đó, nếu vào rổ sẽ không được tính 3 điểm khi chân của Griffin đã ở trong vạch. Đây là Dominic Thâm. Quá dễ dàng để vượt qua Josh Keys. Của mình tại đội Sóc Trăng. Cái tay của Joski đường truyền dành cho Lê Ngọc Tú móc rổ. Móc rổ thành công. Cũng thực sự có điểm. Bây giờ là Sơ Minh Tâm. Cú ném xa chuẩn xác của Sơ Minh Tâm. Madaris Gibbs đã dễ dàng vượt qua được Huỳnh Thanh Tâm, nhưng cú ném của anh lại không giống như cú ném 3 trước đó. Ben Griffin, Michael Soy chưa dứt điểm. Vẫn đang là Michael Soy. Ngày hôm nay phong độ dứt điểm của các cầu thủ Catfish đang là rất đều. Sơn Minh Tâm. Robert Sampson góc 45 độ ném 3 điểm không chính xác. Đã có rebound tấn công. Tệ áp chót là Hà Nội Buffalo cũng đạt mức 28,8% rồi. Lê Ngọc Tú đều dứt điểm ở tay phải. Lê Ngọc Tú không thành công. Nhưng cuối cùng thì cũng Madaris Gibbs bị double team. Và không thể tìm tới địa chỉ. Tìm đến Joski. Và Joski đã bật chế độ máy bay ở tình huống này. Món ngon để cuối. Và chúng ta sẽ cùng xem Nha Trang Dolphins và Cần Thơ Catfish sẽ làm gì trong hai hiệp đấu cuối cùng. Hoàng Phúc đang chờ sẵn. Pump fake. Đột phá. Up and under. Đó là những gì chúng ta muốn thấy ở Hoàng Phúc. Kick đã xếp Hoàng Phúc ở starting five. Và đây là cơ hội tấn công dành cho Cần Thơ Catfish. Dứt điểm tập trung trong tư thế không người kèm tới từ Joshua Keys. À, pha chạy đà của Thâm không đủ tốt. Anh đã hơi tự tin thái quá.
Hoàng Phúc chờ sẵn, kích ra. Dominic Thâm, một đấu một với Josh Keys. Robert Samson, quá khó để ngăn cản Samson ở top the key. Tấn công cho các cầu thủ nhà trắng Dolphins, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Quang và Darius Gibbs. Và lại có pha ném ba thành công tới từ Robert Samson. Joshua Keys, vẫn đang là Keys. McCoy, floater rất hay, còn tái lập được tình huống ném ba giống đầu hiệp nữa. Lộ ngược dòng, cách biệt bây giờ chỉ là 10 điểm mà thôi. Đây là Madarius Gibbs, nothing but net. Thì sau 5 phút, một cú block tới từ Robert Samson, đường truyền từ sân bên tâm. Và Robert Samson không ngại thể hiện với một cú úp rổ. Bóng trong tay của Kentucky Fish, Lê Ngọc Tú, đây là Ben Griffin. Joski nhảy ném tầm trung và Joski đang tìm lại được cảm giác của mình. Hiệp 3 bây giờ vẫn còn tới 2 phút nữa. Đường truyền cho Dominic Thâm. Phản vệ rất đơn giản. Ý định đó là câu lỗi của Joski. Đây là Ben Griffin. Ben Griffin đột thẳng vào vị trí của Dominic Thâm và anh vẫn ghi điểm trong một tư thế rất khó. Đây là Joski đi về bên phải, một tình huống euro step. Joski thực hiện thẳng cú đầu tiên nhưng lần thứ hai. Đội khách đã có điểm số thứ 49, cách biệt bây giờ đứng xung quanh sống còn 9 điểm cho các vị khách. Không thể dứt điểm thành công nhưng bóng vẫn trong tay cầu thủ Nha Trang Dolphins. Lần này thì không ai cản nổi Samson dưới rổ nữa cả. Các cầu thủ của cả Dolphins và các Fizz và cướp bóng của Dominic Thâm. Anh cướp bóng từ tay của Joski. Có sự hỗ trợ của Nguyễn Quang Huy, vẫn là Griffin. Và kiến tạo của Griffin cho Joshua Keys. Ở Nha Trang Dolphins, Dominic Thâm có thể kích ra nhưng Dominic Thâm quyết định tự mình dứt điểm. Tình huống phản công của cầu thủ Kentucky Fish, bóng tới tay Josh Keys. Ben Griffin ngày hôm nay đã ném ba 0/7, nhìn ném tầm trung và trái bóng của Tukobi đã tráng khoảng sân mình tầm dứt điểm không thành công trong một tư thế chống trải. Và đây là tốc độ của Ben Griffin. Fish rất biết cách trêu đùa cảm xúc của chúng ta, khi mà hy vọng đến thì họ lại bỏ lỡ, nhưng khi chúng ta nghĩ về việc họ sẽ phải nhận một trận thua. Chế độ nghiêm túc. Madarius Gibbs đột phá về phía bên trái, dứt điểm rất đơn giản. Thủ ngôi sao. Cách biệt bây giờ là 5 điểm. Thu possession game, xoay người dứt điểm. Bóng đi chạm vào cuống rổ nhưng đã có rebound tấn công một cách tây mạnh mẽ tới từ Dominic Thâm. Thì Madarius Gibbs vừa chuyển bóng cho Robert Samson và lối điểm cho Dominic Thâm. Của Cần Thơ Catfish, Michael Soy, Lê Khắc Đăng Khoa không ném ngay mà quyết định đi vào gần hơn một chút. Và đó là một quyết định đúng đắn. Có lẽ chúng ta nên tính là 3 cú ném tập trung thì đúng rồi. Bởi vì ném 3 với Catfish bây giờ là một điều gì đó rất xa xỉ. Và đã có thêm 2 điểm nữa với một turnover có sự có mặt của Sơn Minh Tâm. 2 tình huống turnover liên tiếp. Và bây giờ sẽ là một tình huống cướp bóng tốt của Lê Khắc Đăng Khoa, Michael Soy. Anh không vội vàng, anh chuyền cho Josh Keys. 2 tình huống ghi điểm liên tiếp. Cái biệt chỉ là 2 điểm mà thôi. Bóng trong tay của Gibbs chưa cần phải phạm lỗi vào lúc này. Đường chuyền của Gibbs vẫn tới tay của Samson. Và bây giờ là Sơn Minh Tâm. Sơn Minh Tâm có ném vào hay không? Sơn Minh Tâm ném chuẩn xác. Như vậy là bóng trong tay của Nha Trang Dolphins. Một tình huống chuyền bóng như đặt của Huỳnh Thanh Tâm vào tay của Robert Samson đã khép lại trận đấu áp chót trên sân nhà tại regular season của Nha Trang Dolphins. Chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên sân nhà của đội bóng thứ 7 trong lịch sử VBA.